Thưa quý bà con, quýt hồng lai vuông vốn được xem là loại cây ăn trái hái ra tiền của nông dân Đồng Tháp, nhưng vào mùa vụ Tết Nguyên Đán vừa qua, nhiều bà con trồng quýt đã bị thất thu nặng nề vì dịch bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cây chết nhiều nhất trong lịch sử. Và không ngồi yên chịu trận, một số nông dân của chúng ta đã nghĩ ra cách cứu chữa bệnh cho cây không giống ai. Dù tính hiệu quả thì vẫn đang chờ thẩm định, tuy nhiên không thể không phủ nhận tinh thần vượt khó vươn lên của các nông dân này. Và ngay bây giờ xin mời bà con cùng tìm hiểu với nhà nông thông minh nha. Chặt dừa lấy nước nhưng không phải để uống, mà dùng để tưới cho quýt. Nghe thì có vẻ lạ nhưng mà cách làm này đang được một số nông dân ở Lai Vung Đồng Tháp áp dụng. Người khởi xướng đầu tiên chính là lão nông Trần Hữu Hấn. Trong một lần gặp mặt, ông Hấn được một người bạn ngoài tỉnh hướng dẫn cách tưới quýt bằng nước dừa. Sau một thời gian dài ban đầu bán tính bán nghi, để có cách cứu lấy phần quýt nhà đang trong cơn dịch bệnh, ông Hấn chấp nhận làm thử. Dừa sau khi chặt ra lấy nước sẽ được pha cùng nước với tỷ lệ là 2 lít nước dừa trên 100 lít nước tưới. Sau khi trộn cùng một loại thuốc sinh học sẽ tiến hành phun tưới trên cây như bình thường. Thì những cái mới này thì đầu tiên trăn trở lắm. Mình suy nghĩ không biết nên hay không. Như bước đầu thì mình 13.000 mét vuông nhưng mà mình chỉ thực hiện khoảng chừng 3.000 thôi. 3.000 không như đó thì trong một cửa này qua cửa sau là mình thấy nó khác biệt rõ rệt rồi. Thì từ đó thì mình dùng toàn bộ diện tích hết là mình dùng nước dừa với thuốc sinh học. Đứng tiên phong mà làm trước. Người ta cũng giới thiệu cho một số bà con làm vườn gần đó. Thì ta thấy hiệu quả có, người ta cũng bắt chước làm theo. Hiện tại bây giờ thì cũng được nhà vườn cũng theo cũng nhiều lắm. Ngoài tưới quýt bằng nước dừa, một số nông dân khác còn đang truyền tay nhau một loại nguyên liệu tưới vườn độc lạ, không kém đó chính là ủ hỗn hợp chuối, trứng vịt cùng với cám. Cụ thể để tưới cho 1.000 mét vuông vườn, cần ủ khoảng 10 đến 15 kg chuối, lột vỏ đánh nhuyễn cùng với 10 đến 15 trứng vịt, sau đó cho vào thêm khoảng một vài ký cám. Tất cả hỗn hợp sau khi được pha trộn sẽ được cho vào thùng ủ. Tiến hành sục oxy ít nhất là 24 tiếng mới có thể đưa ra sử dụng. Cách tưới cũng đơn giản, khi chỉ cần pha với nước, nếu sử dụng không hết, nông dân có thể tiếp tục đưa vào bồn sục oxy chờ đến lần tiếp theo. Bà con xung quanh người ta nói mình về mình làm, người ta chỉ cách mình làm vậy đó, về tự ủ tự làm luôn à. Cũng cỡ nằm 10.000 nãy thì mình căn ký ra mình ủ ra. Học trứng thì mua trứng vạc, trứng này trứng kia rồi đó. Về ủ vô, cám thì đặt người ta mua. Thì thấy cái dòng chuối ủ này tứ thì thấy nó cũng êm, được. Thấy chịu khó làm thì tứ thấy nó cũng nhẹ tiền. Theo ngành chuyên môn, để có thể đánh giá chính xác một yếu tố tác động như thế nào đến cây trồng, phải cắt hết toàn bộ những yếu tố tác động còn lại để có kết quả chính xác nhất. Thế nên việc nông dân áp dụng cùng lúc nhiều loại biện pháp khác nhau, hiệu quả trên cây đến từ yếu tố nào là không thể kiểm chứng. Bà con ủ chuối để người ta mà phun cho cây đó, pha nước dừa để người ta bón cho lá. Thì cái hiệu quả đó thì hiện giờ mình cũng chưa dám đánh giá, nhưng mà được một ít bà con làm thôi. Thì bà con có người nói thì được, có người nói thì chưa. Bản thân tôi nghĩ về chuyên môn thì cái đó nếu có hiệu quả thì chắc qua là nhất thời và một cái khía cạnh nào đó thôi. Chứ còn cây trồng đương nhiên là phải tiếp thu dinh dưỡng qua rễ mới đủ lượng để nuôi cây phát triển bền vững. Những cách chữa bệnh lạ đời này có thật sự hiệu quả hay không thì chưa ai dám khẳng định. Tuy nhiên, việc nông dân tốn công, tốn thời gian, tốn cả tiền bạc trước mắt là điều chắc chắn. Trong khi điều cây quýt đang thật sự cần là biện pháp thật sự có hiệu quả để có thể phục hồi.